Dù mới được cấp phép 2 tầng hầm và còn nhiều sai phạm, nhưng chủ đầu tư đã ung dung vượt mặt chính quyền và lực lượng quản lý thanh tra xây dựng và đô thị quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội khi cho thi công 12 tầng nổi mà chưa được cấp phép. Theo thông tin phản ánh của người dân khu đô thị Ngoại giao Đoàn, Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nhật, mặc dù mới được cấp phép xây dựng 2 tầng hầm, nhưng thời điểm hiện công trình bệnh viện này lại xây dựng lên thêm đến 12 tầng nổi mà chưa được cấp phép trước sự làm ngơ, buông lỏng quản lý của lãnh đạo chính quyền sở tại và đội quản lý trật tự xây dựng và đô thị quận Bắc Từ Liêm. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Theo tìm hiểu, công trình này tọa lạc tại lô đất DMKT1, khu Ngoại giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, trên diện tích 4.801m2, được khởi công xây dựng ngày 2 tháng 3 năm 2017, với diện tích sàn xây dựng 28.000m2. Đây là Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam-Nhật Bản do Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Y học Việt Nam-Nhật Bản, gọi tắt là Visamitech, làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng. Có quy mô 100 giường nội trú và quy mô khám điều trị cho bệnh nhân ngoại trú tương đương 250 giường. Tới dự lễ khởi công lúc bấy giờ có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Cũng theo phản ánh của người dân, mặc dù đến tháng 5 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới ban hành quyết định 2905, trong đó điều chỉnh lô đất vốn để xây trạm biến thế, chuyển thành đất xây Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nhật. Nhưng từ trước đó gần 3 tháng, vào ngày 2 tháng 3 năm 2017, chủ đầu tư bệnh viện đã tổ chức động thổ thi công. Đây là một trong những điểm mà người dân nghi ngờ việc quy hoạch xây dựng Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nhật tồn tại nhiều khuất tất. Suốt từ tháng 10 năm 2017, người dân đã căng băng rôn phản đối việc xây dựng bệnh viện này, nhưng chủ đầu tư vẫn cho thi công và giờ đã hoàn thành 12 tầng nổi. Hiện dư luận đang đặt câu hỏi trách nhiệm của chính quyền và lãnh đạo đội quản lý trật tự xây dựng và đô thị quận Bắc Từ Liêm ở đâu khi để công trình này thi công lên đến 12 tầng không phép mà không bị tuyết còi. Được biết, gần đây, đoàn thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã làm việc với quận Bắc Từ Liêm về những vấn đề liên quan đến trật tự xây dựng. Nhiều người dân tại địa bàn đặt câu hỏi những sai phạm của công trình này liệu có được đoàn thanh tra phát giác và xử lý hay sẽ giúp cho chủ đầu tư để hợp thức hóa những sai phạm này. Trước sự việc này, phóng viên báo điện tử Tầm Nhìn đã liên hệ làm việc với chính quyền địa phương cùng các bên liên quan để tiếp tục làm rõ và có câu trả lời đến bạn đọc.